sickness and illness. Thì disease là chỉ căn bệnh nhưng mà là quan điểm có tính chuyên môn, ví dụ như được chẩn đoán tại bạn bởi một bác sĩ dựa trên các bằng chứng về căn bệnh đó, ví dụ như cancer, schizophrenia, hypertension, hypotension, flu. Illness là quan điểm mang tính cá nhân và chưa được chẩn đoán. Cold, flu, bug. Và chừng nào mà được chẩn đoán bởi bác sĩ thì nó sẽ trở nên dizzy. Thì như ở Việt Nam có chữ trúng gió. Còn sickness thì đồng nghĩa với illness nhưng mà mang tính tinh thần nhiều hơn, là illness là bệnh và bệnh cơ thể, còn sickness là bệnh về tinh thần. Như là love sick có nghĩa là tương tư. Homesick là nhớ nhà, agoraphobia chứng sợ độ cao. Vì thế trong tiếng Anh chúng ta có thể nói là I have a disease nhưng không thể nói I feel disease. Tương tự, chúng ta có thể nói I feel ill nhưng không thể nói I have an illness. Sick thì mang tính tinh thần nhiều hơn, ví dụ như he a sick person thì cái thằng đó là bệnh hoạn lắm. Còn nếu nói là he a used man thì người đó là người hay đau ốm. Tuy nhiên cái câu này thì hơi không có phần không tự nhiên lắm, cho nên chắc là ít được dùng. Còn hậu tố phobia. Hậu tố phobia là căn bệnh thuộc về sickness. Thì đây là một tip của rối loạn lo âu. Chúng ta có thể chia làm 3 nhóm. Specific phobia. Như sợ ma, sợ sét, sợ độ cao, sợ nước, sợ gió. Social anxiety disorder. Là sợ giao tiếp với xã hội. Thì những người như thế này là sợ bạn nói sai hoặc là sợ họ bị mọi người ghét và không dám nói gì cả. Agoraphobia. Là chứng sợ đám đông. Social anxiety disorder. Acrophobia. Acrophobia. Là sợ độ cao. Agoraphobia. Sợ đám đông. Aviophobia. Sợ đi máy bay. Theo các bạn thì sợ vợ thuộc vào nhóm nào? Injury is always about the physical body. Okay, it's bones, it's tissues, it's skin, it's all these things. An injury to your physical body can come in different forms. All of these are called wound. Wound. It sounds like an O-O sound. Wound. Okay? A wound is when you do something to physically harm your body. A burn. If you touch the stove, you're pulling out bread from the oven, you touch it, or the stove, you're cooking something, and you touch the hot plate, you will burn your hand. Okay? So if you burn your hand, it'll stink a little bit, it'll hurt a lot, but you can put some lotion on it, take care of it. A break. Now, if you go skiing and by accident you fall down, you can break your leg. Or if you go bicycling, like off-road, like trail biking, you fall down, you break your leg, break your arm, break something, like a bone inside somewhere broke. But you could also fall and sprain something. A sprain means like almost a break. Like, for example, you fall down on your ankle. You can't see my ankle. It's down there, but I'm like twisting it. If I fall down on it, I won't break my bone, but it will get all swollen. Okay, it'll puff up. It'll be blue and black and very, very painful. And maybe I won't be able to walk on it, but I didn't break anything. Okay, so these are examples of injuries.